trẻ sơ sinh sôi bụng là hiện tượng thường gặp ở trẻ trong thời gian đầu sau sinh khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng vậy hiện tượng sôi bụng ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm không nguyên nhân và cách xử lý như thế nào cùng tham khảo sau đây để biết được thêm nhiều thông tin bổ ích nhé trẻ sơ sinh sôi bụng nguyên nhân triệu chứng và cách điều trị nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh sôi bụng trẻ sơ sinh sôi bụng thường xuyên có thể do tắc nghẽn lượng khí ở các nếp gấp đường ruột và vị trí nào khác trong cơ quan đường tiêu hóa hiện tượng sôi bụng ở trẻ sơ sinh chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân sau sữa mẹ có vấn đề do thức ăn với những mẹ đang nuôi con bú sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính Mẹ ăn thực phẩm thế nào thì con cũng sẽ nhận nguồn dinh dưỡng từ những thực phẩm đó. Vì vậy nếu mẹ ăn thức ăn lạ, những đồ ăn quá nhiều chất đạm, dầu mỡ, cay nóng, gỏi sẽ khiến chất lượng sữa bị ảnh hưởng, làm cho trẻ bú vào bị sôi bụng và đi ngoài. Bé bú không đúng cách, nhiều trẻ sơ sinh bú bình hoàn toàn hoặc bú bình song song với bú mẹ. Nếu núm vú không vừa miệng, bé có thể bú không đúng cách, sữa chảy quá nhanh hoặc chậm khiến bé nuốt nhiều không khí vào dạ dày, khiến trẻ bị sôi bụng. Bên cạnh đó nếu bé bú bình sữa công thức, nếu mẹ pha không theo đúng tỷ lệ không đảm bảo vệ sinh dụng cụ khi pha thì cũng gây nên hiện tượng trên Bé không hấp thu được lactose, lactose là đường có trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Vì nguyên nhân nào đó mà trẻ phải bú quá sớm, có thể không sản xuất đủ enzyme tiêu hóa lactose, dẫn đến tình trạng sôi bụng ở trẻ sơ sinh do lactose không được tiêu hóa hết tích tụ lại ở ruột. Dấu hiệu trẻ sơ sinh sôi bụng, nhận biết các dấu hiệu trẻ sơ sinh sôi bụng giúp cha mẹ có biện pháp khắc phục kịp thời cũng như có cách chăm sóc trẻ phù hợp. Dưới đây là dấu hiệu nhận biết điển hình khi trẻ sơ sinh sôi bụng bụng bé phát ra âm thanh ùng ục ọc ọc trẻ thường xuyên nôn chớ ọc sữa trẻ cuối khóc đặc biệt là vào ban đêm bỏ bú trẻ bị tiêu chảy đi ngoài trẻ hay bị đầy hơi chướng bụng và ợ hơi cách xử lý trẻ sơ sinh sôi bụng thay đổi tư thế cho trẻ bú, một trong những nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh sôi bụng là do bú nhiều không khí. Do đó khi bé bú, mẹ cần điều chỉnh tư thế đúng cách, hạn chế tối đa tình trạng này. Khi bé đang bú nếu bé quấy khóc đồng thời mẹ nghe tiếng bụng con sôi thì nhanh chóng đổi tư thế bú. Mẹ có thể đặt bé lên vai vỗ nhẹ lưng để bé ợ hơi ra ngoài. Mẹ cũng có thể đặt bé nằm ngửa rồi nhẹ nhàng gập đầu gối chân bé liên tục như tư thế đạp xe. Nếu bé bú bình Mẹ cho bé ngậm vừa núm vú tránh để bé nuốt không khí vào bên trong dẫn tới hiện tượng sôi bụng, chế độ ăn uống của mẹ khi mẹ thấy trẻ sơ sinh bị sôi bụng xì hơi nhiều thường xuyên đi ngoài mẹ cần chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình nếu đang nuôi con bằng sữa mẹ một số thực phẩm mẹ ăn sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của bé các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ cay nóng cà chua cam quýt bắp cải súp lơ các sản phẩm từ đậu nành v v rất dễ làm cho trẻ sơ sinh bị đầy hơi chướng bụng do đó mẹ cần cắt giảm bớt những thực phẩm này mẹ cần bổ sung thêm nhiều chất sơ và chế độ ăn hàng ngày tới bệnh viện thăm khám nếu trẻ sơ sinh sôi bụng kéo dài nếu mẹ thực hiện đầy đủ các cách và biện pháp xử lý khi trẻ sơ sinh bị sôi bụng mà tình trạng này vẫn không thuyên giảm thì mẹ cần tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cách điều trị phòng ngừa trẻ sơ sinh sôi bụng khi trẻ sơ sinh sôi bụng đi ngoài hệ tiêu hóa mất cân bằng khiến chức năng hấp thu chất dinh dưỡng bị giảm chính vì thế cha mẹ cần tìm cách phòng ngừa trẻ sơ sinh sôi bụng để đảm bảo sức khỏe cho bé cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong những năm đầu đời là cách phòng tránh sôi bụng ở trẻ sơ sinh hiệu quả. Nếu mẹ ít sữa có thể cho bé bú nhiều lần để bé đủ no, cơ thể mẹ cũng tự nhiên điều chỉnh tiết ra lượng sữa nhiều hơn. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng sữa công thức thay thế, mẹ cần tìm hiểu thành phần, lượng sữa cách pha trước khi mua cho trẻ. Mẹ lưu ý đọc kỹ thành phần dinh dưỡng để chọn loại sữa hàm lượng lacto thấp, giúp việc tiêu hóa của trẻ diễn ra dễ dàng. Pha sữa cho bé bú bình đúng cách. Mẹ lưu ý pha sữa trước khi cho bé bú 5 đến 10 phút để bình sữa đứng để tăng thời gian phân hủy bọt khí. Khuấy nhẹ sữa trong lúc pha để tránh bong bóng khí nhé. Chế độ ăn uống của mẹ cũng rất quan trọng trong phòng ngừa bé sơ sinh bị sôi bụng. Mẹ lưu ý nên cho con ăn thực phẩm ít mỡ, thức ăn ít nóng, ăn nhiều rau củ quả và uống ít nhất 2 lít nước trên ngày. Với những thông tin trên hy vọng mẹ hiểu hơn về hiện tượng trẻ sơ sinh sôi bụng, nguyên nhân gây ra và cách phòng bệnh hiệu quả. Chúc bé luôn khỏe mạnh ăn ngủ ngon mau lớn không gặp tình trạng khó chịu như trên nhé. Nếu mẹ có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay và nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.